cái ngưỡng đó với một công suất đó mà chúng ta bắt nó đánh thêm một cái bass nữa, chắc chắn là cái màng lo rung động, cái độ rung động của nó sẽ không phản xạ kịp, thì nó sẽ méo, nó ảnh hưởng méo luôn cả những cái tiếng khác. Các bạn thấy những cái lo cột xem phim đó các bạn, thật ra nó đâu phải để karaoke các bạn, nhưng mà họ muốn hát nhẹ nhẹ thì chúng ta dùng cái cách này để bảo toàn được cái loa của khách hàng chống bị đứt. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thiên Vũ Audio. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đôi điều cũng như là hướng dẫn mọi người một cách để chúng ta chỉnh một con băng số cũng như là cái trình tự khi mà set một dàn karaoke, nó sẽ những thao tác nào và những thao tác nào ưu tiên trên một con băng số. Thì cái video ngày hôm nay nếu mà hay và giúp được cho nhiều bạn cũng như là khách hàng, chúng ta có thể xem cũng như chúng ta có thể làm tại nhà hoặc chúng ta hiểu hơn về trong cái lĩnh vực này, thì các bạn đừng quên cho Thiên Vũ Audio một like và share cái video này cho nhiều người biết hơn. Đầu tiên chúng ta phải xác định cái vị trí treo loa trước, sau đó chúng ta sẽ bố cục cái loa để vị trí nào, góc ngã như thế nào và nghiêng bao nhiêu độ, ngã lên ngã xuống như thế nào, thì treo hoặc đứng chúng ta phải xác định từ ban đầu. Và những cái bố cục loa đó thì mọi người sẽ dựa vào cái tham số kỹ thuật của cái hãng chúng ta đưa ra, cũng như là góc phủ, phải đảm bảo được góc phủ đến tai, góc phủ đến cái không gian mà mọi người sử dụng. Sau khi bố cục xong thì cái điều đầu tiên của những kỹ thuật thì chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là tuôn các bạn ha. Thì chúng ta sẽ tuôn cái loa đó, thì cái loa đó thì chúng ta có thể sử dụng Smart V7, V8 gì đó, hoặc là những cái sản phẩm mà trên phần mềm ứng dụng iPad mà chúng ta phải có mic chuyên dụng để tuôn cho nó. Nôm na thì thiết bị tuôn càng xịn thì cái độ chính xác càng cao. Còn những cơ bản gia đình thì chúng ta có thể sử dụng ứng dụng, nhưng mà nên có một cái micro rõ ràng, micro chuyên để tuôn, chứ các bạn đừng có sử dụng cái mic điện thoại. Mic điện thoại á, các bạn có thể sử dụng để áp dụng cho chống hú thì ok, tỷ lệ sai số nó sẽ nhiều nhưng mà nó vẫn giúp cho những khách hàng dù là không phải là kỹ thuật, chúng ta vẫn xử lý được cái vấn đề đó. Còn nếu mà đã là kỹ thuật thì chúng ta phải xử lý nó chính xác, tránh bị lem những cái vùng khác cũng như là cái dạ tầng khác. Ok, thì đầu tiên á, các bạn phải lưu ý rõ về cái frequency của hãng. Các bạn nếu đọc cái cuốn catalog của hãng á, nó sẽ có những cái dải, mình ví dụ thôi nha, là cái dải 5kg này đi thì nó sẽ rơi vào khoảng âm 6 dB đó trên mặc định. Nhưng mà khi mà chúng ta tuôn ra, cái điểm rơi của nó đó, là nó sẽ tuôn đến tận là -3.8 dB decibel đó, thì nó đang bị sai. Thì khi mà chúng ta tăng lên á, chúng ta tăng lên vừa phải thôi. Tại vì mình thấy có một số trường hợp các bạn khi mà tuôn á, là chúng ta đang cố gắng làm cho cái sóng nó bằng phẳng, lát hết, bằng phẳng hết có thể đó. Thì như vậy á là chúng ta đang bị vượt cái ngưỡng các bạn ha. Chúng ta đang cố, mà cái lo đó hiện tại chúng ta đang cố một cái điểm vị trí, một cái dải tầng đó, mà cái dải tầng đó chính là điểm yếu của cái lo đó, nó đang chưa được đẹp đó, ở vị trí đó mà chúng ta đang cố đẩy lên. Thì hiện tại nếu mà chúng ta làm như vậy á, thì chúng ta đã bị phá đi cái loa đó rồi đó. Và đặc biệt khi mà tune á, là mọi người lưu ý cái điểm á, là cái vang số, nhất là mình thấy những khách hàng á, là nhiều khi có những khách hàng mình thấy một số bạn mình chia sẻ ha, mình không nói cụ thể, là cái phần music á với lại cái phần mic á các bạn, là thường thường là chúng ta chưa gì là chúng ta đã xử lý phần này rồi. Thực ra cái phần này là phần cuối cùng các bạn, chúng ta không được xử lý nó. Đầu tiên là chúng ta phải tune thiết bị trước đã, tune cái lo chúng ta trước đã. Chúng ta sẽ tune nó và chúng ta coi là sóng âm nó đẹp chưa và tiếng nó tune ra đẹp chưa đó. Và các bạn thấy cái bộ tune đó khi mà đưa về cái trả lại kết quả cho mình á, nếu mà chúng ta cảm thấy đẹp, tiếng đẹp rồi thì chúng ta mới xử lý tiếp ha mọi người ha. Thì hiện tại mình đang nói vấn đề tune thôi. Thì sau khi mà chúng ta tune xong cái hệ thống của mình, chúng ta tune cá nhân một cái loa đặt ở vị trí đó, sau đó chúng ta sẽ tune qua bên phải. Nếu mà chúng ta kỹ thì chúng ta sẽ tune từng lo riêng một, từng bên một. Ví dụ cái loa của bạn đặt vị trí này với góc tường nó chỉ L, nhưng mà đặt vị trí bên tay phải, góc tường nó một vách tường thẳng, thì hai cái đáp tuyến nó hiện nhau khác nhau hoàn toàn nha. Nó sẽ bị sai số vì cái phản xạ của cộng hưởng lại trong cái không gian của mọi người nữa. Nên nếu chúng ta kỹ chúng ta sẽ tune hai cái đó. Còn nếu mà chúng ta muốn nhanh gọn lẹ thì nói chung là nằm ở mức độ tương đối á, thì chúng ta tune một cái thôi, sau đó chúng ta copy qua thì cũng ổn đó. Thì nói chung là gia đình thiệt ra như vậy thì cũng đã kỹ thuật đó họ cũng đã rất là kỹ rồi các bạn đó, chúng ta không cần phải đánh giá gì đâu đó, cũng khá là ổn rồi. Nhưng mà nếu mà kỹ hơn nữa thì chúng ta làm như vậy đó. Thì đó, thì đầu tiên là mình nói về cái vấn đề đó rồi. Ví dụ những cái trường hợp mà loa chúng ta mà không có sub á, chúng ta đánh loa full thôi, chúng ta muốn có loa full của mình bù được cái sub
thì chúng ta phải chỉnh cái EQ để bù được cái sub đó ở ngay phần này đó luôn, cả cái phần man out đi mọi người ha. Lưu ý nha, man out nha, chứ không phải là cái phần music này mọi người nha. Mọi người tránh làm, đừng đụng gì những cái phần này, phần mid, phần music, đừng có đụng nó. Nó là không, ta không được đụng trong quá trình mà chúng ta tune đó. Thì chúng ta xử lý cái phần man out, thì mình làm man out trước đó, thì chúng ta ok, cảm thấy âm nó đẹp mọi thứ rồi, bù được cái vấn đề chúng ta nhu cầu chúng ta cần rồi, thì bắt đầu chúng ta sử dụng. Thì lúc đó khi mà chỉnh xong hết EQ, chỗ này yếu, chỗ này cần giảm, lo chỗ này đang bị dư quá, đáp tiếng này bị dư quá so với không gian phòng. Tại vì đáp cái việc mà đo như thế này nha, mỗi phòng nó sẽ có một cái tham số trả kết quả khác nhau mọi người nha. Tại vì nó sẽ lấy luôn cả cái sự phản âm của trong cái căn phòng không gian của mình nữa, chứ không đơn giản là từ cái loa đi thẳng ra đâu mọi người ha. Và cái vị trí mic chúng ta sẽ để là 1 mét đó, giống như cái tham số của hãng đưa ra. Sau khi chúng ta chỉnh xong hết rồi thì chúng ta mới lưu lại cái raw file đó và chúng ta chỉnh EQ xong. Như vậy là chúng ta đã xử lý cái phần loa đã xong rồi. Còn trường hợp đối với những dòng loa mà chúng ta có subwoofer riêng thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái đây, để mình coi test coi locate, để mình coi nó để dụng đâu rồi. Rồi mọi người chứ đây, mình bắt đầu sử dụng cái này đó. Các bạn biết cái cần này là gì? Như Huy có một video chia sẻ cơ bản á, thật phần này á, là chúng ta cố tình chúng ta đánh ép loa. Ép loa tức có nghĩa là nói cho tất cả mọi người dễ hiểu, các bạn dễ hiểu á, thì cái ép loa này là mình muốn cái loa này chỉ tập trung vào đánh những cái dải tần mà mình cảm thấy nó đẹp nhất có thể. Bạn nghĩ đi, nôm na mình sẽ ví dụ như là khi một cái loa mà chúng ta chỉ một cái loa full mà chúng ta bắt nó đánh bao gồm bass, bao gồm trung và bao gồm cả treble thì nó đáp ứng quá nhiều việc. Thì như vậy khi mà chúng ta đánh ở cái ngưỡng lớn thì nó sẽ bị nhiễu, các bạn hiểu không? Nó sẽ bị méo tiếng đi và nó sẽ không đẹp. Mình ví dụ nếu mà mình đánh ba khu vực bass, trung, treble, một loa full, mình đánh ở khoảng 90 decibel thì nó tiếng nó sẽ rất đẹp đó. Còn nếu mà mình đánh 3 tiếng bass, trung, treble mà đánh ở ngưỡng 100 đến 105 decibel, các bạn sẽ thấy là cái người mà bị phát hiện đầu tiên chính là cái bass. Các bạn sẽ thấy nó bị méo tiếng liền, nó không còn tròn nữa, nó không còn được đẹp nữa đó. Và các bạn sẽ nghe những cái tác động ngoài nữa là thục thục thục, tại vì sao? Nó xử lý không kịp đó. Thì cái cách này là một cách gọi là cách đánh ép. Thì nôm na những cái live array các bạn những sân khấu là họ chia quay ra treble riêng, có một cái con controller có thể chia treble riêng, mid riêng và bass riêng. Thì đó là cái cách để nó khi mà ở cái ngưỡng mà đánh lớn á thì nó vẫn được đẹp tiếng, nó không có bị méo. Đó là như vậy. Thì ví dụ như mình có loa full, mình đã có sub rồi thì mình sẽ tập trung cái việc sub đó mình chỉ đánh cho cái dải trung và cái dải cao thôi. Nôm na là dải mid và dải treble. Đó, mình sẽ đánh như thế thôi. Nhưng mà chúng ta phải giao thoa nha, tại vì cái này mà chúng ta lạm dụng quá thì nó sẽ giống như live array, nên column array thì nó sẽ bị mỏng tiếng đi, mất đi cái độ dày của cái loa. Trong khi đó là sở trường những cái dòng loa full bass to là cái độ dày là quan trọng nhất, là cái mid low rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta lạm dụng quá thì nó sẽ, nói chung chúng ta phải cân đối tune về để hài hòa nó. Đó. Thì nếu mà set được như vậy á thì các bạn biết sao không? Vì khi mà một củ loa full bass to như thế này mà chúng ta đánh ở cái âm lượng một cực kỳ lớn, nó sẽ tăng cường cho cái việc là cái dải mid và dải treble khi chúng ta đánh ngưỡng 110 đến 115 decibel, mình ví dụ một cái ngưỡng thôi, thì sẽ nó rất là đẹp, nó không bị méo tiếng. Nhưng mà với một cái ngưỡng đó, với một công suất đó mà chúng ta bắt nó đánh thêm một cái bass nữa, chắc chắn là cái màng lo rung động, cái độ rung động của nó sẽ không phản xạ kịp, thì nó sẽ méo, nó ảnh hưởng méo luôn cả những tiếng khác. Đó là cái cách mà thường thường là bên mình hay làm. Thì các bạn làm sao mình không biết, thì ở đây mình chia sẻ quan điểm thôi. Mình có sai thì các bạn, hay chúng ta có những cái ý kiến đóng góp, chúng ta xây dựng cái cộng đồng về âm thanh của mình, chúng ta hãy comment bên dưới. Mình sẵn sàng đón nhận, cũng như mình rất là vui vẻ, thoải mái về cái vấn đề chúng ta chia sẻ với nhau. Đó, cho khách hàng càng ngày biết nhiều lên thì họ sẽ chọn những sản phẩm và mình tư vấn. Khi khách hàng biết càng nhiều, mình tư vấn sẽ rất là dễ dàng cho người bán. Đó, các bạn phân tích rõ nhiều hơn thì người khách hàng sẽ rất là dễ cho người bán mình. Tụi mình rất là khỏe. Đó, cái video này mình sẽ rộng rãi cho người bán hay là những anh em làm âm thanh mình vui vẻ bình thường ha. Thì đó là cái cách mình thường thường đánh, là mình sẽ cho sub đánh riêng và cái này mình nép. Với trường hợp á, những cái củ với những cái loa mà bé tí như thế này nè các bạn, nhiều ví dụ như là những cái củ loa mà ví dụ loa nghe nhạc, loa cột đi,
thì vũ sền thường sẽ đánh nó rất là cao, cho nó lên cao để vì những cái loa nó rất là nhạy, mà cái micro cái độ nhạy, cái đánh micro alo cái nó rất là dễ đứt, thì chúng ta sẽ phải tận dụng những cái này để chúng ta dựa sub vào, cộng hưởng sub vào, thì cái bộ dàn mà nghe nhạc những loa Sennheiser, nhiều khi khách hàng các bạn thấy những cái loa cột Sennheiser các bạn, thật ra nó đâu phải để karaoke các bạn, nhưng mà họ muốn hát nhẹ nhẹ, thì chúng ta dùng cái cách này để bảo toàn được cái loa của khách hàng, chống bị đứt. Cái thứ hai nữa là khách hàng vẫn tận dụng cái bộ loa karaoke đó, tại vì nhiều khách hàng không muốn đầu tư thêm vì vừa xem phim vừa karaoke nữa thì nó hơi nhiều loa. Mình đã từng làm một cái phòng lên đến tới 16 cái loa đó, nhưng mà mình phải dùng cái cách là giải pháp là mình giấu cái loa đó bằng loa âm tường hết, và mình được treo qua cái phần nội thất hết, chỉ thấy được những cái phần loa của karaoke thôi, còn phần phim là mình đã âm hết rồi và giấu hết thì nó mới đẹp được cái phòng. Chứ mà một cái phòng mà các bạn để lộ thiên hết mà mười mấy cái thì nó rất là xấu đó. Ok chưa ha? Đó là mình đã chia sẻ với các bạn tool, và đầu tiên cái bước đầu tiên á chính là bố cục loa. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đo hệ thống loa coi như là cái đáp tuyến của nó như thế nào, và chúng ta chỉnh theo phù hợp với không gian phòng của mình, tránh mà mình chỉnh lố với so với frequency của hãng đưa ra. Đó thì mình sẽ giải thích tại sao nãy mình có một cái đoạn mình nói là không nên chỉnh music. Thì các bạn đầu tiên á, các bạn phải chỉnh cái đầu out trước, xử lý cái loa trước, không gian trước, sub, sau đó mình bắt đầu chỉnh tới sub, sau đó chỉnh surround. Mình phải chia hết những khoảng đó, lúc đó mình mới test được cái tiếng mid và tiếng nhạc. Thấy các bạn lưu ý nha, mình phải chuẩn bị sẵn sàng các bước là phân, surround, rồi cho đến cái loa sub, thường thường karaoke mình gọi là monitor phía sau các bạn, đó là phòng kinh doanh thì như vậy. Sau đó mình mới chỉnh phần nhạc. Thì phần nhạc này khi mà nó đã điều tiếng nó đã đẹp rồi đó, thì phần nhạc này chúng ta có thể đây trên phần mềm đây mình, các bạn có thể tăng giảm. Các bạn muốn trap nhiều, các bạn muốn ít trap tí xíu thì chúng ta sẽ tăng giảm ở vị trí này đó. Đó các bạn thấy không, chúng ta sẽ tăng giảm trap nhiều. Tại vì sao? Vì khi mà các bạn tăng giảm như vậy, cái tín hiệu âm thanh, cái dây tín hiệu đầu vào á, nó sẽ chuyển, nó sẽ dẫn tín hiệu xuống luôn cả sub và luôn cả cái main của mình. Đó là tất cả các loa nó được đồng bộ nha mọi người. Còn những cái này chúng ta sẽ chỉnh đầu tiên á, có những bạn mình thấy để ý là có những lần setup là chỉnh cái phần nhạc này trước. Đó, chỉnh bass, treble đồ mọi thứ này nữa, sau đó mới qua cái phần main chỉnh nữa. Như vậy là sai, tại vì phần nhạc là đã sai rồi thì chúng ta đo cái này nó cũng sẽ bị sai luôn. Nên chúng ta phải có sự thứ tự đàng hoàng thì nó sẽ chuẩn hơn. Đó. Ok mọi người ha. Thì thật ra cũng đơn giản nè, chúng ta chỉnh cái center nè, chỉnh sub riêng nè, chỉnh surround nè. Đó, như vậy là xong. Sau khi chúng ta tune rồi, nó có EQ reset riêng của từng cái đầu out hết rồi đó, mọi người bắt đầu chỉnh vấn đề là test micro và test nhạc. Thì mọi người nhạc và micro mọi người xử lý cái nào trước cũng được, tùy. Nhưng thường thường á là các bạn nên sẽ test nhạc trước cho nó chuẩn, chúng ta test những bài chất lượng cao cho đánh chuẩn, sau đó chúng ta vẫn là test mid. Thì test mid xong rồi á, chúng ta sẽ coi là cái mid và cái đường nhạc này với là cái không gian phòng á, nó sẽ bị quá ngưỡng với nhau và nó sẽ chắc chắn nó sẽ bị hú. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu coi là nó hú ở chỗ nào, chúng ta sẽ cắt những dãy tầng đó bị dư đó đi. Đó. Bây giờ mình sẽ có hai cách chỉnh mid cho các bạn. Hiện nay nó có. Thứ nhất á là chỉnh mid để cho cái chất giọng mid nó hay, nó dày. Đó, nó không bị méo. Đó là và nhẹ thì chúng ta sẽ chỉnh cái EQ cho nó trước, hát nhỏ hát lớn vì cái chất giọng như nhau. Và một cách chỉnh thứ hai là mid pro siêu nhẹ nhưng đồng nghĩa là hát dễ thôi mọi người nha, chứ không phải là hay nha, hát dễ thôi, hát bay thôi. Đó, thở ra nó cũng ra tiếng nữa, thì chúng ta sẽ đẩy cái gain mid cao nhất có thể với không gian phòng đó, với âm lượng cao nhất thôi căn phòng đó, sau đó hú chỗ nào cắt chỗ đó. Còn nếu mà chọn theo cái trường phái là chúng ta chỉnh cái mid để cho nó đẹp tiếng mid của mình thì chắc chắn nó phải xà âm, thì chúng ta phải né nó đi, chúng ta không được đẩy cái gain quá cao. Thì đương nhiên chúng ta phải tối ưu cái dãy tầng nào cần cắt vừa phải thôi. Có những bạn có thể là cắt nó rất là sâu, cắt đứt luôn thì đương nhiên phải bị méo rồi. Còn vấn đề chống hú cũng vậy, thì mọi người lưu ý cái vấn đề mà chống hú như là feedback đây, ở đây có feedback nè. Đó thì thường thường á, nếu mà bên Vũ làm thì cái này là cực kỳ ít xài, hầu như là để số 0 luôn, không có xài. Đó, để tránh bị méo. Thật ra cái nguyên tắc của chống hú á, đây, sẵn tiện đây mình ví dụ mọi người luôn. Ví dụ mình gạt cái chống hú như thế này đi. Ví dụ chỉ cần cái độ mà biến động của nó, một cái tầng số nó bị feedback, mình ví dụ là 1.92kg đây nè. Lỡ mà cái trường hợp á, cái feedback nó về ở cái vị trí này mà nó đẩy lên như thế này, thì là cái tính năng mà chống hú feedback này làm gì mọi người? Nó sẽ cắt thẳng xuống như thế này. Đó.
cứ hú, cứ mỗi lần hú lên đây là nó cắt xuống dày, cứ hú lên đây là cắt xuống dày. Ở đây mình ví dụ cho mọi người cái cách hoạt động chống hú thôi nha. Lên nó thấy trùng nè, nó cắt xuống như vậy thì nó đồng nghĩa với mọi người á, giống như mọi người đang hát á, ai cầm cái cần volume á, giật thì mọi người sẽ thử đi, đang hát tự nhiên nó giật xuống, nhưng mà ở đây nó không bị mất tiếng, mà ở đây là nó sẽ bị mất cái giải tần, đương nhiên là mất cái giải âm của cái mic của mình đó. Ok, thì chỉ có vậy thôi. Thì thật ra vấn đề set tần số bây giờ nó rất là nhiều bạn cũng mọi người đã chia sẻ cũng khá đầy đủ, không giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa lúc mà Vũ chia sẻ mấy cái này thì cũng còn ít, bây giờ các anh á thì trong nghề có lâu năm rất là nhiều, mọi người chia sẻ, cái cộng đồng chia sẻ nhiều rồi, thì mọi người nắm hơn, mọi người có thể xem nhiều cái kênh khác để chúng ta biết nhiều kiến thức hơn đó. Ok, nếu mọi người thấy cái video mà Vũ chia sẻ hay thì mọi người đừng quên cho Vũ một like, share. Mình sẽ tìm những cái video với những cái chủ đề nào mọi người muốn Vũ làm, những chủ đề nào hay gửi cho Vũ. Nhiều khi Vũ không biết làm gì nữa, tại vì karaoke nó thật sự nó cũng cơ bản thôi, quan trọng là cái sự quan trọng là kỹ thuật, tư vấn, cố vấn khách hàng, tài chính là những cái mà Vũ, và thẩm mỹ nữa là những cái mà Vũ đang tập kết cho khách hàng những cái đó để mình tối ưu ra một bộ vàng. Ngoài việc âm thanh hay, nó còn rất là nhiều cái sự kết nối khác nữa, chứ không chỉ đơn giản chỉ là bán cái âm thanh không đó. Ok rồi, chắc video Vũ xin tạm dừng tại đây. Nếu mà mọi người thấy video hay thì đừng quên share và like cho mình. Bye bye.